hội đồng nhân dân xã Phú Dương lên phát lệnh đầu tiên thôi. Tay ra đi, rất tiếc. Đó, bên trong rất là nhiều. Hôm nay đoàn thanh niên về đây được để tham quan, tìm hiểu về nơi nhà lưu niệm của Hồ Chủ tịch. Đông người quá thì có thể đúng quá. Đó, quan cảnh của khu vườn của Bác Hồ là như vậy đấy, có cây đồ chua, có cây mai vàng tứ trắng. Đó, tiếp tục với đồ đua ngoài sông Chợ Nọ, một bên sông luôn mọi người. Rất là náo nhiệt, bà con đến đây rất là đông. Trọng tài phải xác nhận kết quả nhanh nhất, chính xác nhất cho tổ thư ký để kịp thời công bố kết quả. Đề nghị các trọng tài lưu ý. Đề nghị các bác ở đây, các bác ở đây chúng ta chưa luôn vị trí thì ta đưa cái treo lên cái đá. Nếu mà chưa lại thì vẫn mình biết nè. Nhanh lên, đưa cho lên. Dương Nội Nam lồn rồi, đưa chèo lên lại, đưa cái ra lại, đưa chèo lên. Dương Nội Nam lồn đây, nhìn cái bằng tay đây anh ơi. Dương Nội Nam ở vị trí thứ 7. Đây này. Lòng thật trắng. Đó tên gọi là mày đứa dưới tay ăn thì thuộc rồi đó. Mày hẳn cho mình phương nám không thì vô cái hôi cũng cộng. Còn Dương Nội Nam chưa vô. Dương Nội Nam vô cái đó. Dương Nội Nam có 2-3 đứa là anh ấy hẳn cái mồm thuộc ngoài đó. Dương Nội Nam ở vị trí thứ 7. Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Dương Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Dương lên phát lệnh đồ tiên thoại. Tay ra đi, rất tiếc. Các vận động viên vân vân không được manh động. Không được manh động. Các vận động viên vân vân. Thank you.
trời đất nặng và cũng rất là đông người tham gia tham dự buổi đua ghe sáng nay. Hai bên bờ sông mọi người thấy rất là đông. Như trên đường. Hót tới người luôn. Trên đoạn đường rất là dài từ Chè Nọ về ngay khu vực bến Bạc Hồ, ở đây hay gọi là bến Chu Kích đó mọi người, ngay nhà lưu niệm của Bạc Hồ là nơi khu vực Bàng Quang rất đông người. Cọc dân đâu 8 tháng có heo. Đủ các thứ, có cả bún bánh, kẹo kẹo, đó là bà con. Gạt kéo lên, gạt kéo lên. Vì hàng, ok, gạt kéo lên. Dương đầu tay, tiếp tục bơi.
xin trân trọng kính mời trưởng đoàn Thạch Căng, Lưu Khang và Dương Đoàn Nam đến ban tổ chức để có việc cần. Làng Phù Khê thôn hồi đưa thôn Phù Khê bà đem cờ phả về tại địa phương mình, có lễ cúng và có nơi tập trung để tổng kết hồi đua sáng hôm nay. Là một trong những đội đua sáng nay tại xã Phú Dương đó mọi người. Cờ phả cũng đã được đưa về đây, nơi tập kết của khu vực trụ sở của thôn.